Ok, vậy đi vậy đó. Nhà là đi vậy đó. Đó, đi vậy đó, thì nó nhanh hơn á. À, ok. Đi được rồi. Nó không đau. Đi vậy không có đau. À. Nhưng mà thường đó là ngồi nằm đó là nó đau nửa từ bên đây là trước đây. Ờ, à, bên phải. Được. Rồi, ngồi lên đi đó vậy ta. Rồi. Thì bây giờ nó có cái này. Tức là ở đây á, nếu mà điều trị mà muốn cho nó khỏi á, khỏi hẳn á, thì ở đây sẽ áp dụng cái phương pháp là nhịn ăn nè, hút không khí nè, rồi chườm đá nè. Thì chắc có lẽ một chút xíu á, là tôi sẽ gửi cho bạn một cái quyển sách để bạn đọc để mà thực hiện cái đó. Còn bây giờ là tôi chỉnh lại cho xong rồi về làm thêm mấy cái đó để cho ông ấy khỏi được. Rồi. Ok. Ok. À, rồi được rồi. Rồi thôi cái này cất bỏ túi đi. À, đây. Quyển sách. À, thì trong cái quyển sách này á, nó hướng dẫn cho mình cái cách nhịn ăn, hút không khí, chườm đá. À, rồi uống nước ớt nữa thì ở trong đây hướng dẫn đủ nè, thì về sau này sẽ làm cái này. Ok đó, rồi bây giờ bắt đầu chữa nha. Bữa nay em phụ hả? Dạ. Rồi đứng dậy đi, để bỏ sách lên đi chút xíu rồi đi lại cái trại hào ao rồi đi sách. Rồi đứng dậy đi. Rồi bỏ đồng hồ, bỏ điện thoại, bỏ ra hết này. Rồi hôm nay là con hay gì? Con, hai đứa. Đám đó là con dòng lớn. À, rồi. Tao mà không... Đây, tôi nói tất cả các đây, các hội viên đây, nếu mà không có bạn tôi là bà lớn chết đó. Mất rồi, hai mà sáng là lộn quá, là chút lộn về. 80 là 10, 90, 2000 là 30. 2010 là 48 năm. Đúng rồi. Em làm vô là đã vô rồi tất nhiên. Trăm là bình thường. Chạy đi, chạy đi em. Nhấc chân. Nhấc chân cao, chạy đi, chạy. Chạy, chạy lại đây, chạy lại đây. Không phải chạy để quay phim. Chạy bây giờ là cho tôi nói một câu. Thì tất cả các anh chị ở đây mà hôm nay mà được đến club của thầy Châu mà huấn luyện thì tôi chúc mừng cho mấy anh chị để về sau mà cứu tất cả những người bệnh nhân. Đây là một cái rất hay mà của nghĩa là người Việt Nam mình đã là làm ra được một cái này, phải nói là rất là thần bí thiệt. Nếu ai không hiểu là không tin đâu, nhưng mà thấy tận mắt, chứng kiến tận kia tận mắt. Bạn tôi điện cho tôi nói với tôi một câu như vậy: cái gì mày phải mổ mà chúng tay tao mình làm mất, chừng nào mà tao nói mổ thì hôm nay tôi thấy đúng. Thì trên những đời bạn bè thân thiết với nhau chơi mấy chục năm rồi, hôm nay là phải nói là bạn giúp cho tôi trở lại con người tôi là 23 tuổi như ngày xưa tôi gặp. Rồi, rồi. Oh.
Hốp đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0937-853-823. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652 0326811258.